Xứ sở miên man của Dung Phạm. Xứ sở miên man là một dự án gồm nhiều sản phẩm của Dung Phạm, tiểu thuyết, MV, vật dụng đi kèm, gấu bông, postcard, sổ tay và hoạt động quyên góp tới chương trình Nhịp Tim Việt Nam nhằm hỗ trợ chi phí phẫu thuật cho các em nhỏ mắc bệnh tim bẩm sinh. Năm 2013, khi còn là ca sĩ thành viên của nhóm nhạc 365 Da Băng, Dung Phạm đã ra mắt tiểu thuyết đầu tay có tên Nếu Như Không Thể Nói Nếu Như và một MV cùng tên. Có ai giữ dùng những lãng quên, thức dậy anh vẫn là mơ hay tự truyện 365, những người lạ quen thuộc là những tác phẩm tiếp theo mà Dung Phạm ra mắt trong những năm sau đó. Ở giai đoạn là thành viên 365 Da Băng lẫn hoạt động độc lập. Và nay, sau 4 năm chuẩn bị, quyển sách thứ 5, Xứ sở miên man ra đời. Dung Phạm cho biết cuốn tiểu thuyết này vốn là một kịch bản phim điện ảnh được đặt hàng bởi Ngô Thanh Vân. Nhưng sau một số thay đổi khách quan, cuối cùng Xứ sở miên man đã được thể hiện trên những trang sách. Dung Phạm chia sẻ, câu chuyện trong Xứ sở miên man là hư cấu nhưng hành trình phiêu lưu vào thế giới thần tiên được lấy cảm hứng và chất liệu từ chính những điều xung quanh Dung, ấm trà cũ của mẹ, những kỷ niệm với bố, hay xúc cảm khi tham gia chương trình Vết sẹo cuộc đời. Dung Phạm cho biết, doanh thu, bán gấu bông, sách và số tiền nhận được từ sự vận động quyên góp của chính anh và những người đồng hành trong dự án Xứ sở miên man sẽ được gửi đến chương trình Nhịp Tim Việt Nam để hỗ trợ mổ tim cho các em bệnh tim bẩm sinh thiếu điều kiện. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video, đừng quên nhấn đăng ký để ủng hộ đội ngũ kênh. Hẹn gặp lại trong các video trước theo.